đua xuống leo 7 nè anh em ơi. Trụ là cho nó vào. Hai muốn không? Cái gì cho anh hả? Khoan đã anh hai ơi. What? Cái gì vậy mày? Bây giờ anh hai cho hắn quay youtuber bất kỳ ở Việt Nam. Cái này cho anh hai luôn. Ai đu? Ai đu? Khoan, ba youtuber mà anh quen cũng được đúng không? Cũng được luôn anh hai ơi. Nhưng mà anh hai lưu ý, nếu mà ai bắn hắn anh hai á, lần cái clip này sẽ hụt về người đó. Chơi gì căng dữ mày. Đùa ấy nồi, nếu mà mình thua là sẽ thuộc về người đó anh em ơi. Còn nếu mà mình thắng là tận 3 người luôn anh em à. Nhưng mà thua một người là coi như là sẽ thuộc về đó đúng không? Đúng rồi anh hai ơi. Quái đạn gì, y chang giống như kiểu là mình bảo vệ cái nín này cho đến là 3 trận luôn anh em ơi. Được rồi nó đấy. Ok, bây giờ là mình sẽ đi kiếm 3 youtuber mà bất kỳ Việt Nam về FIFA nha anh em ơi. Mình sẽ solo nha. Nhưng mà chắc là 3 youtuber mình quen thôi anh em ơi. Chứ mà nói chung là youtuber mà nhiều anh em à. Nhưng mà có một phần mình cũng không quen anh em ơi. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ xem là youtuber nào mà gọi là có số sub cao nhất đó là mình sẽ solo nha. Ok, bây giờ vô con bắn nè. Hello, lại là mình Sima đẹp trai like. Ủa lộn, đẹp trai có 102 đây anh em ơi. Lại mới làm game bên đây. Ok, cuối cùng là mình cũng đã chọn ra được 3 youtuber mà mình quen rồi nha anh em ơi. Bây giờ là trước khi mà mình tạo phòng cũng như là solo với những người đó đó, anh em là đừng quên để lại cho mình đó là một cái comment là Sima cố lên nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Không lòng vòng nữa anh em ơi, tạo phòng luôn. A few inches later. Debu chính là người đầu tiên solo với mình nha anh em ơi. Cố lên hai ơi. Ok, tin tưởng anh là không sai lầm đâu. Đây họ anh em ơi, để xem là mình solo thắng được Debu không nha. Như anh em cũng biết là Debu chính là một người mà cũng có kỹ năng đó anh em ơi. Nhưng mà đối đầu với mình thì thôi, chơi rượu là chơi. Tắt đèn chứ còn gì nữa. Chơi. Quải đạn từ 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 lui về đó anh em ơi. Căng nha căng nha. Chị nóng nha anh hai, trời ơi thấy vậy. Bé Lâm sợ rồi chứ gì, dù pha full đỏ luôn như này thôi, thứ gì mà chịu nổi rồi anh em ơi. Cây màu tách áng 7 này nói chung là tôi bắn cũng được anh em ơi. Thì lúc nãy là tôi đang có định là tạo chế độ tử chiến anh em à. Nhưng mà tôi thấy là có nhiều anh em ở trên kênh của tôi là thích chế độ độc lăng chiến á. Nói chung là năm dáng cũng được anh em ơi, tôi sẽ bắn chế độ độc lăng chiến luôn nha. Thì rồi, quy ghê vậy, để bố bắn mình mất máu rồi anh em ơi. Gọi gọi với mẹ anh hai nóc rồi. Ê, hey, hơi gán nha, ẩu rồi đó đi. Debu là chỉ có 13 tuổi thôi anh em ơi. Trời ơi, bắn tôi gần nóc luôn rồi anh em à. Hay quá Debu ơi. Gì mày, trời ơi, thiên Lâm này cổ vũ cho Debu, không có cổ vũ cho mình anh em ơi. Debu chính là bạn thân của bé Lâm anh em à. Ok, đây rồi, tôi bắn máu lại nha. Ok, ha, Debu công lên rồi anh em ơi. Qua bắn luôn. Công lên đó mày. Ơi kìa, từ từ từ, lui về đã. Tôi bị mắc đâu đó là cũng gần nửa cái máu anh em ơi. Chơi. Xin vĩnh biệt cụ. Rồi, hết xong luôn kìa. Này thì cổ vũ cho đệ Abu hả mày, sao mà đỡ được. Bây giờ đến lượt đệ của Abu mua súng anh em ơi. Không biết là đệ Abu mua súng gì ấy. MB, ngon. Trời, MB chính là cái súng tủ tôi anh em ơi. Lần này xong đời đệ Abu với tôi rồi. Ok, bây giờ là tôi sẽ chuyển cái nhà tôi đợi cho đệ Abu công qua nha anh em ơi. Mất công thì chuyển qua kia nữa anh em ơi. Chơi. Kìa gì vậy? Đệ Abu công nhận là nó đạn cũng ghê đấy. Đúng rồi, bắn gì đi. Tờ tờ, khoan đã, làm gì căng thế mày. Thanh niên Lâm này cố vũ hết mình cho đệ của Abu anh em ơi. Nhưng mà nói chung là hơi to rồi. Trận đấu này tôi nói chung là bắn hơi bị ghê anh em ơi. Tờ tờ, bây giờ là tôi sẽ lui về phía này nha. À, đệ Abu chứ mình nghĩ là bây giờ cũng đang yếu máu rồi đây. Rồi, à, công lên, công hả mày. Xin vĩnh biệt đệ Abu luôn. Trời sao anh hai bắn ghê quá vậy. Trời ơi, anh lúc nào không ghê mày. Bé Lâm là mấy ngày trước là khinh thường mình bắn gà anh em ơi. Bây giờ là mình sẽ cho bé Lâm là lé mắt luôn chứ còn gì nữa. Khoai lang giò heo này. Ok, pha này không trúng rồi anh em ơi. Khoai lang giò trâu này. Trời ơi, là trời trúng cái nệt luôn ấy. Trời ơi, cố gắng là kẹo Sima đi đệ Abu ơi. Này, thì cố gắng là kẹo mày. Cố gắng nè. Ê, từ từ từ, lui về đã. Ok, đệ Abu chắc là bây giờ là còn 150 máu anh em ơi. Rồi, nay thì đệ Abu. Ui, châu vậy. Bạn đã anh em ơi, bây giờ là tôi sẽ chơi theo kiểu là chiến thuật nha. À, chắc là tôi nghĩ đệ Abu đang bơm máu rồi. Bây giờ tôi sẽ công qua tôi bắn nha anh em ơi. Có hở bông keo không? Đây rồi. Xin vĩnh biệt cụ. Trời ơi, hết xong luôn kìa. Ok, bây giờ là tỷ số 4-0 rồi nha. Tôi mua luôn combo M1014 để tôi quan sát cái trận này luôn anh em ơi. Cho bé Lâm nó lé mắt luôn này. Sao mà anh hai quan sát được? Nếu mà anh hai quan sát được trên 25.000 kim cương luôn. Đù quái đạn ghê với mày. Ok, bé Lâm chuẩn bị toan rồi. Ui, từ 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 lui về đó anh em ơi. Có vẻ như là để Abu anh em quan sát cũng ghê đấy. Cho nên là tôi phải chú ý một xíu anh em ơi. Rồi, để Abu lú ra. Lú ra này, ui căng nha. À, khoan khoan, từ từ, bây giờ tôi sẽ chạy ra anh em ơi. Bấm kéo tròn như này là anh em không bắn nha. Chơi theo kiểu là fair play một xíu anh em ơi. Đâu ai, để Abu lú ra nào. Ha, để Abu này hết sọt luôn. Trời ơi, bắn gì ghê như vậy.
Rồi anh em ơi, cuối cùng là tôi cũng đã thắng được một youtuber đầu tiên rồi nha anh em ơi. Đó chính là Đệ Abu nha. Anh Abu chính là người tiếp theo mà tôi chuẩn bị solo nha anh em ơi. Ui, căng đét luôn ấy. Em nghĩ lần này nó thua chắc rồi. Trời sao mà thua được mày. Anh Abu vẫn ghê lắm. Tôi vừa thắng Đệ của Nabu gọi anh em ơi. Không biết lần này là anh Nabu có trả thù cho đệ tử không ấy. Nhưng mà không sao, bây giờ tôi phải chơi tới bến luôn. Bây giờ là anh em là kiểu tương tàn luôn ấy. Tôi quen anh Nabu đến nay cũng rất là lâu rồi anh em ơi. Xin nhẹ cái mũ này. Trời bắn gì ghê chứ vậy. Bé Lâm bây giờ là lé mắt luôn rồi anh em ơi. Bây giờ đúng kiểu như là huynh đệ tương tàn luôn rồi anh em ơi. Bé Lâm coi anh quan sát nè. Đâu đếm coi rồi. Bây giờ tôi đang có là combo 1 tới 7 nữa nè anh em ơi. Anh Nabu mà lú ra là xác định là xong đời với tôi luôn chứ còn gì nữa. Đâu ơi, hình như là anh Nabu là sợ trốn cái gì rồi. À đây gọi anh em ơi, tôi tính đâu sợ trốn rồi. Thôi hơi ảo ma Canada đây. Rồi cuối cùng là anh Nabu cũng công lên rồi nha. À anh Nabu có vẻ là di chuyển cũng ghê đó anh em ơi. Né đạn các kiểu này. Ừ kìa, gớm ghê ông nội. Một đều gọi anh hãy chuẩn bị thua đi. Thua làm sao mà được mày. Bây giờ là đang có combo MB40 này. Combo súng tủ của tôi anh em ơi. Và này là anh Nabu chuẩn bị là đổi 50 cái nồi cơm điện. À đù, quái chữa anh Nabu quét cà lu anh em ơi. À căng đấy. Nào nào anh chơi, làm gì căng vậy. Để biết được vị trí của mình hơi căng đây. Trời. Nhân này, xin nhẹ cái nồi cơm điện. Tầm này tôi nghĩ là cái mũ của anh Nabu là bay rồi anh em ơi. Chắc là anh Nabu là còn hai máu ấy. Không sao, bây giờ là tôi đợi anh Nabu bơm máu ra nha. Ha, à, có vẻ như là bơm máu nhanh đây. Chắc là anh Nabu mang theo Maxim anh em ơi. Đâu rồi, như là anh Nabu núp luôn vậy. Áo đu, quái nồi. À, anh Nabu vẫn chưa công lên anh em ơi. Cố lên đi Nabu ơi. Trời, cổ vũ cái gì mà. Cổ vũ không biết nữa. Trời, full đỏ luôn kìa. Tỷ số bây giờ được nâng lên là 2-1 rồi nha. Ngon cơm, ngon cơm. Nãy giờ anh em xem video tới đây rồi mà chưa có nhấn like tôi á. Không lẽ giờ tôi ngồi tôi khóc tới Tết năm sau luôn anh em ơi. Nhấn like tôi đi anh em ơi. Mọi người nhấn like đến kênh cho Sima nha. Ok, bây giờ là 2-1 rồi. Cổ lên, còn lại là 3 ván nữa thôi. Ui, một pha lên đầu anh Abu nè anh em ơi. Anh Abu là mang theo cái con mà quét anh em ơi. Cho nên là biết được vị trí của tôi ấy. Cây quái nồi luôn, trốn cũng không được anh em à. Tôi đang có định là núp để bắn lén anh Abu. Trời ơi, phun đỏ nó kìa. Ok, rồi bây giờ tỷ số là 3-1 rồi nha anh em ơi. Được ló luôn. Không biết là trận này tôi có nâng lên được tỷ số 4-1 không anh em ơi. Anh Nabu mua súng gì đây. Trời ơi, súng còn ngon một xíu. À, tính ra là cũng mua cái cây AC-80 với lại là UMP nè anh em ơi. Đây rồi, bây giờ là tôi sẽ quan sát anh Nabu cho anh em coi này. À, từ từ anh em ơi. À, chạy lên này. Trả một viên luôn kìa. Hết sọt luôn anh em ơi. Đúng một phát ra đi, không bao giờ trở lại. Bây giờ là một trận quyết định anh em ơi. Không biết là trận đấu này tôi có chốt kèo win được anh Nabu không ấy. Em có linh cảm là trận đấu này Nabu lật kèo nè. Phải không vậy? Ngủ là trời, mấy Lâm nó nói là anh Nabu lật được kèo của mình anh em à. Ha, lật kèo này. Đói gì chưa? Đúng ghê ông nội. Từ từ nha anh em ơi. Có khi nào mà lật kèo được hơi toan đấy. Ẩu lắm mấy ní ơi. Ui, tôi còn nửa cây máu anh em ơi. Rồi, tới công chuyện hay rồi. Ui, tới công chuyện thiệt anh em ơi. Anh Nabu này ơi, ẩu rồi đó ba. Trời đúng rồi, công lên luôn đi. Xíu thôi là thấy bà luôn anh em ơi. Từ từ quấn máu đã. Ê, Nabu không vô nghe, đang quấn máu nghe. Ẩu rồi anh ấy. Ui, quấn máu gì. Ê, đừng có bắn nha. Chắc là Nabu không bắn anh hai ơi, chứ phải play mà. Ok, từ từ đến lui về đã. À, anh Nabu có vẻ là chơi đẹp đó anh em ơi. Chơi đẹp này, adu, quải đạn. Tiễn dông ơi. Đúng rồi. Xin nhẹ cái đầu này. Này thì tiễn dông luôn. Nào thế nào chính là người cuối cùng đối đầu với mình nha anh em ơi. Căng đây. Để em xem thử anh thế nào hắn hay là anh hắn anh thế nào. Ui tính ra là thế nào là tặng 2 chữ 3 sub luôn anh em ơi. Khá là căng đấy. Một youtuber mà có lượng sub là khá là cao luôn. Ok từ từ bây giờ là tôi tiễn dông luôn anh em ơi. À đâu rồi. Lú ra ơi. Cái đầu sắp bắn lũng trong nhà luôn giống nội. Đúng rồi. Từ từ anh nhảy keo này. Chơi. Ui từ từ khoan đã anh em ơi. Bây giờ là tôi sẽ công qua chơi luôn nha. Đâu ai, nào tới nào lú ra. À công lên hả. Dạ một chùm đỏ luôn kìa. Bé Lâm bây giờ nhìn mình bắn là chuẩn bị là lé mắt luôn hả anh em ơi. Ok bây giờ là vẫn là combo màu tới nó 7 này. Bé Lâm là nghĩ anh chốt được cái trận đấu này là tỷ số bao nhiêu. Em nghĩ là hình như là 5-2 ơi. 5-2 hả. Trời ơi bé Lâm là nó kiểu nghi ngờ về khả năng của mình gọi anh em ơi. Mình chốt 5-0 luôn cho anh em coi này. Trời dữ vậy. Từ để anh quấn máu lại cái đã. Ok nào tới nào nói chung là không có đối thủ với mình anh em ơi. Nào tới nào là bản thân của mình anh em à. Nói chung là mình thân với lại nào tới nào là cũng mấy năm rồi. Mình biết là trình độ nào tới nào với mình sao anh em à. Bây giờ là tôi sẽ công một phía này nha. Ha, nào thế nào này, từ đặt keo đã anh em ơi. Đúng rồi, bắn luôn đi. Khoan đã, anh đứng ở đây đã. Ha, công lên, ui lên đầu này. Nhưng mà không nóc, yếu rồi anh em ơi, chơi. Tiệt, dông luôn. Trời ơi, hay quá vậy.
Rồi bây giờ tí số nè được nâng lên 2-0 rồi nha anh em ơi. Bây giờ các bạn comment ID game đi, tôi sẽ kết bạn một bạn trực tiếp, cũng như là tôi tặng là full xuống level 7 lúc nãy là giống như bé Lâm nó đã cho anh em coi nha. Trụ là chờ anh em nào mà được cái là giàu to luôn anh em ơi. Khoan đã, bây giờ tôi đứng ở đây đã. Ơi yeah. Trận đấu này nếu mình hai chốt được 5-0 cho anh 20 ngàn em cương luôn. Phải không vậy? À, tính Lâm thách thức mình này. Trời ơi, 3-0 luôn rồi kìa. Bé Lâm hơi non anh em ơi, này thách thức này 3-0 luôn. MB40 trên tay là gồng bay phượng múa anh em ơi. Ok, tôi vẫn tiếp tục với là được combo MB bắn xà này. À, phai lan giò trâu này. Trời ơi, khuyến mãi cho trái phai lan giò heo nữa này. Trời ơi, chúng cái nẹt luôn anh em ơi. Trời ơi, nè tí nào công lên luôn, trời ơi, chơi liều mạng vậy. Công lên luôn đi nè tí nào ơi. Bữa nay công nhận là tí nào là chơi liều mạng thật sự. Liều mạng hả? Ui từ từ từ, bây giờ mình sẽ chạy lên đây nha anh em ơi. À, cần đây. Nè tí nào có vẻ là bắn rất là tự tin luôn anh em à. Nhưng mà gặp mình thì thôi, tắt điện tới nơi luôn anh em ơi. Đâu rồi, ui hình như là tí nào bơm máu rồi anh em à. À đua đây rồi, xin dính mẹ cụ. Trời ơi, quái đạn anh em ơi. À, tiễn dâm. Này thì tắt điện hả? Em nghĩ là trận đấu này là tí nào là kẹo anh hai chắc rồi. Ui căng nha anh em ơi, có khi nào là tí nào lật được kèo của mình không anh em? Chứ còn gì nữa anh hai. Căng nha, trời ơi là trời, hơi toan đấy. Ok, bây giờ là tôi đang có là combo UMP này. Là tên nào đâu ơi? Ui, tôi tập trung xíu anh em ơi. Không tập trung là xác định là tiễn dông ơi. Đậu xanh gấp gì? Từ, khoan đã. Tên nào này? Ui, bây giờ là tôi sẽ đứng vị trí này anh em ơi. Ok, công lên. Một pha lên đầu rồi anh em ơi. Chắc là mình nghĩ là bây giờ là tên nào yếu rồi đây. Khoan đã, bây giờ là tôi sẽ lui về anh em ơi. Ui, là tên nào chơi tới bến với mình luôn anh em à. Bữa nay đúng kiểu là không còn là anh em nữa. Huynh đệ tương tàn luôn anh em ơi. Đâu rồi? Là tên nào ở trên cao anh em ơi, quả đạn gì? À, đây rồi, công lên. Ui, Tatsuya nó ảo ma Canada luôn anh em ơi. Đúng rồi, bắn lẹ lẹ đi nè tí nào ơi. Nè tí nào công nhận là di chuyển Tatsuya này ảo ma cái gì. Nờ tí nào nè. Rồi xong luôn. Tiễn dông nè tí nào luôn anh em ơi. Lên đánh số đánh gà luộc luôn chứ còn gì nữa. Đây chính là một cái ván đấu cuối cùng nha anh em ơi. Và để xem là tôi có nâng lên được tỷ số 5-1 và chốt được kèo thắng là tí nào không nha anh em ơi. Youtuber cuối cùng mà tôi chiến thắng này trong 3 youtuber nha. Ok đâu rồi. Ha, à, công lên rồi anh em ơi. Hàng về sớm liễu. Đây rồi, lơ tí nào hả? Trời ơi, hắn ngọt sớm luôn kìa. Văng lên cái dách nhà ngủ chảnh luôn. Ok, cuối cùng là tôi cũng đã win được 3 youtuber nha. Bây giờ các bạn xem video đừng quên là cho tôi xin một like cũng như là một cái đăng ký kênh. Còn bây giờ thì bye bye.